Chương 3446, muốn tiến vào băng hỏa đạo thạch chỗ không gian phương pháp chỉ có hai cái. Một là theo long quyền phong bạo cùng nhau, dọc theo bão tắp tiến nhập tiếp theo nặng không gian. Một loại khác phương pháp chính là kéo toái không gian, sau đó từ tầng tầng trong không gian đi vào. Thế nhưng cái này băng hỏa bí tàng bên trong không gian có rất nhiều nặng. Băng hỏa đạo thạch chỗ ở không gian giấu giếm rất sâu, trùng mẫu đã từng tìm kiếm qua, cũng không có tìm được. Cái kia nặng không gian phải có nào đó hạn chế, không thông qua phương pháp chính xác, không cách nào tiến nhập sở dĩ bách thảo liên minh minh chủ vừa muốn biện pháp luyện chế băng hỏa trảo, nếu tìm không được không gian vậy cũng chỉ có thể theo long quyền phong bạo đi như là theo long quyền phong bạo đi rất nguy hiểm thần túy đại đạo chi lực coi như là băng hỏa thảo cũng khó mà chống lại thế nhưng bách thảo liên minh minh chủ còn là nghĩ đến phương pháp đó chính là lợi dụng trùng mẫu không gian năng lực tạm thời sáng tạo một cái không gian thông đạo tốc hành trong gió lốc ở long quyền phong bạo trung tâm là an toàn bên trong không có đại đạo chi lực kế như làm như vậy cần đầy đủ năng lượng cường đại, chỉ dựa vào trùng mẫu một người không được. thế là nó liền sống nhiều vô số đạo tôn, lợi dụng những thứ này đạo tôn lực lượng tới mở không gian thông đạo. những ký ức này đưa theo bách thảo liên minh minh chủ tàn hồn lưu tại trong phân thân. tàn hồn mặc dù tới, có thể ký ức vẫn ở chỗ cũ băng hỏa trong mầm móng tồn tại. bây giờ bị lâm mặc ngữ được đến, lâm mặc ngữ cảm thấy vướng tay chân, chính mình tuy là cũng hiểu không gian đại đạo, cũng có thể sáng tạo không gian thông đạo, nhưng là không giống trùng mẫu như vậy tinh chuẩn cường đại nếu là có điểm sai lầm không có thể đi vào nhập đến không gian phong bạo trung tâm chính mình cũng sẽ bị trong bão đại đạo chi lực giết chết dưới tình huống như vậy coi như là tân sinh thiên phú ở cũng không dùng chỉ cần đổi mới hoàn toàn sinh lại sẽ bị lần nữa giết chết một lần lại một lần cuối cùng thì sẽ hoàn toàn chết đi lâm mặc ngữ nắm chặt cũng không lớn hắn không muốn đổ lần đánh cuộc này tám chín phần mười đổ không thắng nhưng lúc đó thối lui lâm mặc ngữ cũng có chút không can lòng không phải là vì băng hỏa đạo thạch mà là vì cái kia vực ngoại thiên thần vực ngoại thiên thần rất có thể liền cùng băng hỏa đạo thạch ở cùng là một cái không gian bên trong đối mặt loại tình huống này lâm mặc ngữ suy tư nửa ngày cũng không thể tìm được chính xác đi vào phương pháp trừ phi sử dụng đại đạo bất diệt đan có lẽ có thể làm cho chính hắn xuyên qua bão tác tiến vào bên trong nhưng đây là sau cùng biện pháp đại đạo bất diệt đan rất chân quý hơn nữa còn là đen ra liều mạng dùng ở nơi đây tựa hồ có hơi lãng phí nhưng nếu thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác cũng chỉ có thể dùng lâm mặc ngữ lẩm bẩm rốt cuộc muốn như thế nào đi vào đâu băng hỏa hạt giống bỗng nhiên nói rằng chủ nhân ta có biện pháp lâm mặc ngữ hơi sững sờ nói một chút coi tuy là nó là băng hỏa đại đạo thụ hạt giống xuất thân bất phẳng mà dù sao chỉ là hạt giống lâm mặc ngữ có thể cảm nhận được nó lực lượng cũng không cường đại thì như thế nào trợ giúp chính mình tiến nhập long quyền phong bạo băng hỏa hạt giống nói ta có thể biến lớn có thể bảo vệ được chủ nhân đi vào nhưng ta lực lượng không đủ cần khổng lồ lực lượng mới được lâm mặc ngữ nghĩ đến băng hỏa hạt giống bản thể coi như là ở xé trời sát trận trước mặt đều có thể bình yên vô sự bản thể xác thực đầy đủ cứng rắn hơn nữa nó nguyên bản là sinh hoạt tại băng hỏa đại đạo bên trong đối với băng hỏa đại đạo chi lực cũng có đầy đủ đủ sức chống cự thiếu hụt chỉ là lực lượng nếu là ở trước đây có thành liên băng hỏa đại đạo thụ vì đó cung cấp lực lượng khiến nó no có thể ở đại đạo chung này mầm cho đến có thể độc lập sinh trưởng hiện tại chỉ có thể từ Lâm Mặc Ngữ cung cấp lực lượng, Lâm Mặc Ngữ nói. Ngươi muốn cái gì? Băng Hỏa Hạc giống nói. Ta có thể hấp thu các loại lực lượng, liên mạch lực lượng, bản nguyên kết tinh lực lượng, đại đạo lực lượng, đều có thể. Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, bản nguyên kết tinh cũng được sao? Thất giai bản nguyên kết tinh có đủ hay không? Băng Hỏa Hạc giống nói. Chỉ cần số lượng đầy đủ, sẽ không vấn đề. Số lượng, Lâm Mặc Ngữ khác không có, bản nguyên kết tinh tuyệt đối quản đủ tất giai bản nguyên kết tinh hắn còn có hơn một nghìn khỏa tính thế nào đều hẳn đủ lâm mặc ngữ cảm thấy có thể thử một chút nếu như không được cái kia lại dùng đại đạo bất diệt đan lâm mặc ngữ từ đỉnh núi nhảy xuống tiến nhập tràn đầy băng hỏa bão táp thế giới nơi đây lúc lạnh lúc nóng lạnh nóng thay thế thời gian đã đủ giết chết thông thường nhất cảnh đạo tôn nếu như thiên tôn đi tới nơi này cơ hồ là tới bao nhiêu chết bao nhiêu lâm mặc ngữ triển khai lực lượng đại đạo chân thân trên người kim quang lưu diễm bất tử kim thân cũng mở tối đa ở khu vực này bên trong dãy qua, nơi đây thỉnh thoảng sẽ có đại đạo chi hỏa cùng đại đạo hàn băng qua đây, Lâm Mặc Ngữ muốn vạn phần cẩn thận, không cùng bọn họ tiến hành tiếp xúc. Lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ cần một luồng đại đạo chi hỏa hoặc là đại đạo hàn băng là có thể đem chính mình giết chết. Lâm Mặc Ngữ lấy một loại tốc độ thật trọng, thận trọng đi tới gần nhất một tòa long quyển phong bạo trước mặt. Đây là điều hàn băng long gió lốc bạo, trong suốt trong bão tố. Cuồn cuộn nổi lên một chút trong suốt phấn bọt, một mạch bay đến chân trời, chung Mẫu nhiên còn sẽ có ti ti lũ lũ màu xanh nhạt lực lượng lưu động khoảng cách bão táp còn có màn mét chỗ lâm mặc ngữ ngừng lại hướng về phía băng hỏa hạt giống nói xem ngươi rồi băng hỏa hạt giống từ trong lòng bàn tay bay ra trong nháy mắt biến lớn biến đến chừng cao 3 mét băng hỏa hạt giống từ đó nứt ra lộ ra một cái không gian chờ các loại lâm mặc ngữ sau khi đi vào băng hỏa hạt giống lại lần nữa hợp lại lâm mặc ngữ đợi ở trên không thời gian hình ảnh trước mắt biến đến trong suốt hắn xuyên thấu qua băng hỏa hạt giống xem đến bên ngoài tình huống lúc này có một đạo màu xanh nhạt đại đạo hàn băng vừa lúc rơi vào băng hỏa hạt sống bên trên băng hỏa hạt sống ầm ầm run rẩy thế nhưng cũng không có bị đóng băng lâm mặc ngữ có thể cảm giác được băng hỏa hạt sống lực lượng đang ở kịch liệt giảm xuống băng hỏa hạt sống nói chủ nhân ta cần bổ sung lực lượng lâm mặc ngữ lúc này xuất ra một đống tinh phẩm cấp thất giai bản nguyên kết tinh trường trên trăm khỏa cứ việc dùng băng hỏa hạt sống bắt đầu hấp thu bản nguyên kết tinh lực lượng bắt đầu bù đắp tự thân Băng hỏa hạc sống khí tức cấp tốc khôi phục, cũng sẽ không chấn động, Lâm Mặc Ngữ có thể cảm giác được, băng hỏa hạt sống lực lượng đang ở cấp tốc tăng cường lấy, vài giây sau. Băng hỏa hạc sống nói: "Chủ nhân, ta phải lên đường." Lâm Mặc Ngữ gật đầu, "Đi thôi." Lúc nói lời này, Lâm Mặc Ngữ đã chuẩn bị xong đại đạo bất diệt đan. Một phần vạn băng hỏa hạc sống nhịn không được, hắn liền trước tiên ăn đại đạo bất diệt đan, coi như muốn chết, cũng không có thể chết ở băng hỏa bão táp bên trong một ngày chết ở bão táp bên trong. Cái kia chính là thật chết rồi, nếu như chết địa phương khác, dựa vào tân sinh thiên phú, còn có cơ hội phục sinh, chỉ cần có thể sống, liền còn có biện pháp, băng hỏa hạt sống nghĩa vô phản cố vọt vào trong gió lốc, cả thế giới nhất thời bắt đầu kịch liệt xoay tròn, bão táp tốc độ xoay tròn, so với bên ngoài thấy phải nhanh, nhanh đến hình ảnh gần như mơ hồ, đông đông đông. Tiếng va chạm không ngừng truyền đến, băng hỏa hạt sống cùng những thứ kia trong suốt phấn bọt phát sinh va chạm, trong suốt vấn trong bọt nước đồng dạ ẩn chứa thần túy đại đạo chi lực, lực lượng không kém, băng hỏa hạt sống ở đánh chúng không ngừng chấn động, bản nguyên kết tinh lực lượng đang ở cấp tốc bị hút đi, trong nháy mắt, cũng đã không nhiều khối bản nguyên kết tinh bởi vì lực lượng hao hết mà nghiền nát. Đây chính là thất giai bản nguyên kết tinh. Bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, thật không ngờ bất kham dùng, bởi vậy có thể thấy được, băng hỏa hạt sống tiêu hao lực lượng khủng bố đến mức nào. May mắn nó sinh ra ở băng hỏa đại đạo, đối với băng hỏa đại đạo có rất mạnh sức chống cự. Bởi vậy cũng có thể thấy được, coi như là Bách Thảo liên minh cái kia vị minh chủ, kỳ thực cũng không quá hiểu như thế nào chân chính lợi dụng băng hỏa hạt sống. Lâm Mặc Ngữ lại lấy ra một ít thất giai bản nguyên kết tinh, để phòng bất cứ tình huống nào. Băng hỏa hạt sống mang theo Lâm Mặc Ngữ, ở trong bão tố càng lên càng cao, phóng hướng chân trời khất, Trương ban mươi 447, tiếng oanh minh không ngừng, băng hỏa hạt sống càng là chấn động không ngừng, trong bão tố. Từng cổ một bàng bạc cự lực, không ngừng đánh vào băng hỏa hạt sống bên trên may mắn băng hỏa hạt sống đối với đại đạo chi lực có cường đại năng lực chống cự lại tăng thêm lâm mặc ngữ cung cấp đầy đủ bản nguyên kết tinh có thể dùng băng hỏa hạt sống ở tràn đầy đại đạo chi lực trong bão tố bình yên vô dự thân ở trong đó lâm mặc ngữ cảm giác đáng sợ đại đạo chi lực loại này lực lượng hơn nữa đi lên một điểm cũng đủ để giết chết hắn trăm ngàn lần không chỉ là bàng bạc mà là tầng thứ ở trên sai biệt điều này sẽ đưa đến dù cho có nhiều hơn nữa vong linh quân đoàn vào thời khắc này cũng đem mất đi tác dụng bởi vậy có thể suy đoán ra lang đối mặt mình chân chính đại đạo cảnh cường giả lúc thủ đoạn gì đều là vô dụng lâm mặc ngữ một lần nữa đoán chừng tam tổ đám người thực lực những thứ này đại đạo cảnh cường giả ẩn tàng tại bản nguyên trong đại lục nếu là bọn họ xuất thủ ở bản nguyên trên đại lục những thứ kia đạo tôn cửu cảnh không đáng kể chút nào mà bách thảo liên minh minh chủ cũng là cùng tam tổ ngang hàng tầng thứ tồn tại nếu là đối phương thật không biết xấu hổ tự mình xuất thủ tới giết chính mình chính mình cái gọi là con bài chưa lật thật có thể hiệu nghiệm không giờ khắc này lâm mặc ngữ mất đi lòng tin hắn cũng không xác định chính mình các loại thủ đoạn con bài chưa lật có thể hay không để cho chính mình ở đại đạo cảnh cường giả trước mặt bảo mệnh giết ngược rất khó gần như không có khả năng lâm mặc ngữ nghĩ chỉ là bảo mệnh ở lâm mặc ngữ trong lúc miên mang suy nghĩ băng hỏa hạt giống bị gió lốc cuốn lên lấy xông lên phía chân trời nhảy vào trong sương mù trên cao nhìn xuống phạm vi nhìn phát sinh biến hóa hắn lúc này mới thấy rõ cả phương đại điện tầng này trong không gian đại đạo có ba loại lực lượng lẫn nhau đan vào cái này ba cổ lực lượng đều đặt tới đại đạo tầng thứ theo thứ tự là hỏa diễm đại đạo hàn băng đại đạo cùng với một cái tràn ngập sinh cơ xanh ngắt đại đạo không cần phải nói xanh ngắt đại đạo thuộc về bách thảo liên minh minh chủ hắn ở chỗ này kinh doanh vô số năm lợi dụng trùng mẫu đen chính mình lực lượng thăm dò vào trong đó đã ảnh hưởng tầng này không gian chỉ cần tiếp tục nữa có lẽ là có thể dọc theo cái này nặng không gian tiến nhập băng hỏa đạo thạch chỗ ở khu vực quản nhiều tề hạ đồng thời động thủ xem ra cái kia vị minh chủ cũng là một cẩn thận người sẽ không đen chứng già đặt ở trong một cái giỏ trùng mẫu băng hỏa thảo còn hữu dụng hắn tự thân lực lượng ảnh hưởng bí tàng đủ loại thủ đoạn chỉ cần có một loại thành công hắn liền buôn bán lời bởi vậy có thể thấy được hắn đối với băng hỏa đạo thạch rất là coi trọng hiển nhiên băng hỏa đạo thạch trọng yếu phi thường có thể băng hỏa đạo thạch đến cùng có ích lợi gì lâm mặc ngữ đến bây giờ hoàn toàn không biết gì cả lâm mặc ngữ đột nhiên hỏi tiểu gia hỏa ngươi biết băng hỏa đạo thạch sao Lâm mặc ngữ xương băng hỏa hạt sống vì tiểu gia hỏa, dù sao người này linh tính mới sinh ra liền gặp bất chắc, linh tính yên diệt. Hiện tại thành chính mình phục sinh giả, mới có thể lần nữa khôi phục, kỳ thực nó khi còn sống, thực sự rất ngắn. Băng hỏa hạt sống như thực chất đáp, không phải rất rõ, bất quá ở trong trí nhớ của nó, băng hỏa đạo thạch rất trọng yếu. Lâm mặc ngữ hơi có chút bất đắc sĩ, xen ra vấn đề này, đồng dạng muốn đi hỏi tam tổ. Bất quá lấy tam tổ tính cách, không nhất định biết tự nói với mình băng hỏa hạt giống càng bay càng cao đi tới 10 vạn mét trời cao rốt cuộc thấy được bão táp phần cuối bão táp phần cuối là từng cái vòng xoáy to lớn vòng xoáy chậm rãi chuyển động giống như cự thú tham lam miệng rộng đem bão táp toàn bộ hút vào băng hỏa hạt giống mang theo lâm mặc ngữ dọc theo bão táp tiến vào trong nước xoáy trước mắt ánh mắt biến đến mơ hồ tốc độ xoay tròn kịch liệt nhanh hơn mãi liệt không trọng cảm giác truyền đến lâm mặc ngữ biết chính mình đang ở xuyên việt không gian quá truyền quá trình có chút dài ý nghĩa tầng này không gian rất xa xôi sau một lát lâm mặc ngữ cảm giác băng hỏa hạt giống bị trùng kích càng ngày càng ít đại đạo chi lực bắt đầu yếu bớt sắp tới trong lòng dâng lên cảnh giác lâm mặc ngữ không biết mình đạt tới không gian là bộ dáng gì có hay không nguy hiểm bách thảo liên minh minh chủ thủ đoạn đã toàn bộ tan vã vẫn là như trước có lưu lại có thể hay không tại cái kia nặng không gian chờ các loại cùng với chính mình hết thảy đều là ẩn số lâm mặc ngữ có thể làm chỉ có bảo trì cảnh giác trước mắt đột nhiên hiện lên một đoàn tia sáng tia sáng trong tầm mắt kịch liệt phóng đại băng hỏa hạt giống lấy tốc độ kinh người vòi vào, vào tia sáng bên trong ánh mắt hồi phục lâm mặc ngữ thấy rõ tình huống trước mắt Giao tới là vô cùng mãnh liệt cảm giác chán vét hắn thấy được một cái vực ngoại thiên thần cái kia vực ngoại thiên thần cũng đang xem cùng với chính mình ánh mắt băng lãnh tàn khốc cát máu đây là lâm mặc ngữ lần đầu chân tránh cùng vực ngoại thiên thần đối diện phía trước đụng phải vực ngoại thiên thần đều nằm ở trạng thái hôn mê nơi này vực ngoại thiên thần không có hôn mê đang lãnh khốc xem cùng với chính mình ngữ có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được sắc ý đồng thời giống như là chính mình chán vét hắn hắn cũng đồng dạng chán vét cùng với chính mình ở đại đạo điều khiển dưới bản nguyên đại lục bên trong sinh linh cùng vực ngoại thiên thần trong lúc đó chỉ có cửu thị không tồn tại bất kỳ thỏa hiệp nào sắt sắt sắc trong chỗ u minh lâm mặc ngữ phảng phất nhai đựng đại đạo thanh âm đại đạo ở nói cho cùng với chính mình nhất định phải giết đối phương muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, không từ thủ đoạn, dù cho là đồng quy vô tận, cũng muốn giết đối phương. Đây là đại đạo cho chỉ lệnh, nếu như dám cãi lời, vậy sẽ phải chịu nghiêm phạt, nghiêm phạt sẽ rất nặng, cảnh giới rơi xuống, thân tử đạo tiêu, cái gì cũng có khả năng. Lâm Mặc Ngư cuối cùng là minh bạch, lúc đó Kim Lôi Vị này đại đạo cảnh cường giả có bao nhiêu biệt khuất, hắn khẳng định cũng là chiếm được đại đạo chỉ lệnh, dù cho lại không tình nguyện, cũng phải cùng vực ngoại thiên thần liều mạng tranh đấu đến cùng. Lâm Mặc Ngư ý thức được chính mình lâm vào một cái tuyệt điện nếu như mình không thể giết chết đối phương coi như vực ngoại thiên thần không giết chính mình đại đạo cũng sẽ không bỏ qua chính mình đại đạo sẽ không tiếp nhận bất kỳ lý do gì biện giải nói đơn giản đại đạo chỉ nhìn kết quả tại sao sẽ như vậy đều nói đại đạo trí công nhưng ở nơi đây đại đạo rõ ràng rất ích kỷ vực ngoại thiên thần rốt cuộc là cái gì tại sao phải lệnh đại đạo chán vét như vậy lâm mặc ngữ thờ sâu hắn ly khai băng hỏa hạc giống đánh giá hoàn cảnh xung quanh vực ngoại thiên thần liền tại 10 vạn mét bên ngoài địa phương, vách giao đinh cùng với chính mình. Bất quá Lâm Mặc Ngữ đều không quan tâm, cái này vực ngoại thiên thần mặc dù là trạng thái thanh tỉnh, nhưng nó bị phong ấn lại, không thể động đậy. Phong ấn nó là một tòa trận pháp, tòa trận pháp này không gì sánh được phức tạp, ở Lâm Mặc Ngữ đã gặp trong trận pháp, chỉ có giới hải phần đáy tòa kia siêu cửu giai trận pháp có thể cùng với bằng ngược. Mấu chốt nhất là, tòa trận pháp này tất cả tiết điểm, tất cả tài liệu đều là một loại ẩn chứa băng hỏa song trọng một, không lực lượng tảng đá, băng hỏa đạo thạch lâm mặc ngữ hít một hơi thật sâu băng hỏa đạo thạch ở chỗ này không chỉ một khỏa mà là có rất nhiều tam tổ cầu một khối mà không thể được băng hỏa đạo thạch ở chỗ này cũng là hàng ngàn hàng vạn có nhiều kinh người bất quá số lượng nhiều hơn nữa lâm mặc ngữ cũng không có tâm tư dây vào một cái những thứ này băng hỏa đạo thạch đều là hợp thành trận pháp tiết điểm mỗi một cái tiết điểm chậm thì một khối băng hỏa đạo thạch nhiều thì ba khối lâm mặc ngữ có thể cảm nhận được ba hỏa đạo thạch trung ẩn chứa cường đại đại đạo chi lực không ngừng cường đại hơn nữa thuần túy cường đại thuần túy băng hỏa đại đạo chi lực lệnh băng hỏa đạo thạch lực lượng cực kỳ cường đại như vậy lấy nó làm như trận pháp tài liệu to trận pháp này uy lực đã khó có thể tưởng tượng vực ngoại thiên thần đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ giống giận hóa thành vô số mũi tên sắc vô thiên cái địa đánh phía lâm mặc ngữ chương ban nghìn bốn trăm lâm mặc ngữ thì trung đều không có buông quá cảnh giác vực ngoại thiên thần vừa có động tác lâm mặc ngữ trước tiên chính là lui lại cách ra hắn biết rõ vực ngoại thiên thần quá mạnh mẽ có thể so với đại đạo cảnh nhất là trước mắt cái này vực ngoại thiên thần khả năng so với một dạng đại đạo cảnh còn cường đại hơn 10 vạn mét khoảng cách đối với nó mà nói thực sự gần quá coi như là tòa đại trận này vững vàng khống chế được nó lâm mặc ngữ như trước cảm giác nguy hiểm quả nhiên vực ngoại thiên thần như trước có thể phát động công kích may mắn lâm mặc ngữ lui đựng đầy đủ nhanh vực ngoại thiên thần công kích thất bại thanh âm biến thành mũi tên sắc xuyên qua lâm mặc ngữ trước kia chỗ ở vị trí bay vào trời cao ầm ầm nổ tung kinh khủng tiếng gầm so với lôi minh còn kinh khủng hơn hóa thành sóng xung kích tịch quyền khắp nơi lâm mặc ngữ bị tiếng gầm chấn được lui lại trong lòng hắn hãi nhiên không tự chủ được nói nhỏ thật mạnh loại này cường đại đã vượt qua tưởng tượng chỉ là tiếng gầm là có thể đánh bay chính mình mấy ngàn thước hơn nữa lâm mặc ngữ nhìn ra được bởi vì trận pháp không chế được hắn sở dĩ hắn không cách nào tập trung chính mình bằng không vừa rồi mũi tên kia chính mình không nhất định có thể tránh thoát vực ngoại thiên thần đột nhiên phát động công kích ngay sau đó băng hỏa đạo thạch tạo thành trận pháp bị kích hoạt. Trong trận pháp xuất hiện hai cái cự long, một cái băng long, một cái hỏa long. Hai cái cự long phân biệt phun ra lửa cùng hàn băng, rơi vào vực ngoại thiên thần trên người. Vực ngoại thiên 18 thần thân thể phân nửa bị ngọn lửa đốt cháy, một nửa kia thì bị băng phong. Băng hỏa va chạm, nhất thời phát sinh kịch liệt bạo tạc. Vực ngoại thiên thần bị tạc được tiếng kêu rên liên hồi. Loại này đại đạo tầng thứ băng hỏa bao phủ, sở bọc phát ra lực lượng cường đại đến khủng bố. Lâm Mặc Ngữ cảm giác chỉ cần có một điểm dư ba chính mình nhất định phải chết mà vực ngoại thiên thần lại có thể tại loại này trong lúc nổ tung đau nhức mà không tổn thương quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ vực ngoại thiên thần dường như cũng biết mình không có biện pháp chết chết lâm mặc ngữ hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm mặc ngữ trong ánh mắt là tán vô tận sát ý tình cơ thời điểm trong miệng hắn biết phát sinh như dã thú tiếng giống giận dữ lâm mặc ngữ rất rõ ràng bản nguyên đại lục nhân cùng vực ngoại thiên thần căn bản là không có cách giao lưu loại này đã không phải là ngôn ngữ không thông vấn đề mà là đại đạo tầng diện đoạn tuyệt giao lưu, vô luận vực ngoại thiên thần phát sinh cái gì thanh âm, nói chuyện gì, tại chính mình trong lỗ tai nghe qua đi. Cũng như cùng là dã thú điên cuồng hét lên. Mà chính mình mặc kệ nói cái gì, ở vực ngoại thiên thần trong lỗ tai cũng giống như vậy. Cái này cũng từ can nguyên bên trên đoạn tuyệt xong phương hướng khả năng tới tính, Lâm Mặc Ngữ không có tới gần, ngược lại lui nữa ra người vạn mét, xa xa quan sát. Không chỉ là quan sát vực ngoại thiên thần có quan sát đến băng hỏa đạo thạch tạo thành trận pháp tòa trận pháp này thập phần cường đại đồng thời cũng hết sức phức tạp như là lại phức tạp cường đại trận pháp cũng có căn nguyên có thể tìm ra lâm mặc ngữ phát hiện băng hỏa đạo thạch lực lượng đang áp chế vực ngoại thiên thần thời điểm cũng sẽ bị từng bước tiêu hao mà đổi thành hai trọng không gian bị hấp tới được những thứ kia màu lam động cùng trong suốt phấn bọt có thể vì băng hỏa đạo thạch bổ sung lực lượng cứ như vậy băng hỏa đạo thạch tạo thành trận pháp có thể duy trì liên tục vận chuyển mặc kệ qua một số năm đều có thể bằng không thời gian lâu dài trận pháp lực lượng tổng hội hao hết điều này làm cho lâm mặc ngữ nghĩ tới giới hải dưới đáy tòa kia phong ấn tòa kia phong ấn lực lượng khởi nguồn chính là giới hải giới hải chỗ sâu áp lực không chỗ nào không có mặt đáng sợ lực lượng kỳ thực đều là ở bổ sung trận pháp tiêu hao lâm mặc ngữ quan sát nửa ngày sau lực chú ý cuối cùng từ trong trận pháp rời hắn ý thức đến tòa trận pháp này quá mức hoàn nghĩ mạnh mẽ quá đáng viết siêu mình bây giờ trận pháp trình độ chính mình tuy là có thể xem hiểu đại bộ phận, như là chỉ là xem hiểu, liền như cùng cụ phong chiến thiền bên trong tòa kia bản nguyên chuyển hóa trận pháp, mình có thể xem hiểu, lại không cách nào sao chép bố trí, càng chưa nói phân giải. Đây chính là trận pháp cảnh giới vẫn chưa tới, đối với trận pháp. Đối với đại đạo lý giải vẫn chưa tới, có lẽ một ngày kia, chính mình đối với đạo lý lớn giải khai đầy đủ thâm nhập, trận pháp tiến nhập mới tầng thứ, là có thể thông hiểu đạo lý. Hiện tại, Lâm Mặc Ngữ không cách nào từ trước mắt băng hỏa trong trận pháp tìm được cãi hợp càng không thể nào phân giải trận pháp, từ đó thu hoạch được băng hỏa đạo thạch. Nếu như muốn thu được băng hỏa đạo thạch như vậy, biện pháp duy nhất chính là giết từ vực bên ngoài thiên thần. Vực ngoại thiên thần vừa chết, tòa trận pháp này thì sẽ mất đi tác dụng. Như vậy chính mình thì có thể thu được băng hỏa đạo thạch. Kỳ thực lâm mặc ngữ ngay từ đầu cũng không muốn muốn băng hỏa đạo thạch, nhưng là bây giờ ý nghĩ của hắn thay đổi. Bách thảo liên minh minh chủ cùng tam tổ đều muốn băng hỏa đạo thạch, điều này nói rõ băng hỏa đạo thạch tất nhiên có thần kỳ tác dụng. đã như vậy lâm mặc ngữ liền muốn bắt đầu ngư hoa như thế nào giết từ vực bên ngoài thiên thần đồng thời thu được băng hỏa đạo thạch cái này vực ngoại thiên thần bị trận pháp khống chế vẫn như trước khó đối phó chỉ là mới vừa công kích chính mình liền gánh không được vừa rồi mình và hắn cách xa nhau 10 vạn mét nếu như khoảng cách chỉ có một vạn mét lời nói chính mình khẳng định tránh không thoát đối mặt như vậy cường đại vực ngoại thiên thần lâm mặc ngữ cảm giác vướng tay chân không dễ giết lâm mặc ngữ hướng về phía băng hỏa hạt giống nói tiểu gia hỏa tên kia công kích ải băng hỏa hạt sống ăn ngay nói thật không biết phải thử qua tài năng mới có thể biết lâm mạc ngữ nói vậy thử một chút thành tự phục sinh giả băng hỏa hạt sống căn bản sẽ không cãi lời lâm mặc ngữ mệnh lệnh lâm mặc ngữ cho nó một bà thất giai bản nguyên kết tinh băng hỏa hạt sống lập tức vào một cái bay qua thẳng đến vực ngoại thiên thần mà đi vực ngoại thiên thần nhìn lấy hướng tới mình băng hỏa hạt sống phảng phất là rất khinh thường theo giữa gầm nhẹ một tiếng tiếng gầm nhỏ hóa thành mũi tên sắc trần sắc không có lầm rơi vào băng hỏa hạt sống bên trên Oanh. Như hồng trung giao lên, băng hỏa hạt sống bị đánh bay, thế nhưng nó gần bay ra vài trăm thước, liền ngừng lại, đừng xem băng hỏa hạt sống chấn động lợi hại, nhưng là trên người nó cũng không có đả thương vết. Chống đỡ được, Lâm Mặc Ngữ trong lòng vui vẻ, toàn bộ quá trình hắn đều chứng kiến trong mắt, chỉ cần băng hỏa hạt sống có thể chống đỡ, vậy mình giết vực mọi thiên thần kế hoạch, liền thực hiện phân nửa. Lâm Mặc Ngữ ý thức được di chuyển, bay đến sau lưng của hắn nhìn, băng hỏa hạt sống không chậm trễ chút nào lập tức hướng phía ở vực ngoại thiên thần phía sau bay đi nó mới vừa đến vực ngoại thiên thần phía sau vực ngoại thiên thần một đôi cánh đột nhiên chấn động trong sát na lâm mặc ngữ phảng phất thấy được vô số đôi cánh cuồn cuộn nổi lên cự phong trong gió bắn ra 160 vô số gió nhận rộng rạp đánh vào băng hỏa hạt giống bên trên băng hỏa hạt giống lần thứ hai bị đánh phi toàn bộ quá trình rất nhanh không đến một giây vực ngoại thiên thần giống như là làm việc nhỏ không đáng kể hắn căn bản không đem băng hỏa hạt giống để vào mắt lâm mặc ngữ lần thứ hai cho băng hỏa hạt sống ra lệnh làm cho băng hỏa hạt sống từ phương hướng bất đồng tiếp cận vực ngoại thiên thần vực ngoại thiên thần bị trận pháp phong tỏa tại nơi này không thể động đậy là điều kiện tốt nhất vật thí nghiệm băng hỏa hạt sống vô luận từ phương hướng nào tới gần vực ngoại thiên thần đều sẽ chịu đến vực ngoại thiên thần công kích tuy là nó không cách nào nhúc nhích lại có thể thao túng trong thiên địa khổng lồ lực lượng đối với địch nhân tiến hành công kích chỉ là loại phương pháp này cũng có đại giới đại giới chính là muốn chịu đến trận pháp nghiêm phạt đại trận từng vòng từng vòng bạo phát băng hỏa cự long tái hiện phun ra băng hỏa rơi vào vực ngoại thiên thần trên người vực ngoại thiên thần bị từng cuộc một cường đại bạo tạc bao trùm như là nó đau nhức mà không tổn thương như trước không ngừng công kích tới băng hỏa hạt giống một phen thí nghiệm xuống tới kết quả làm cho lâm mặc ngữ cảm thấy ngoài ý muốn từ phía sau lưng tới vần vực ngoại thiên thần dĩ nhiên là nguy hiểm nhất phương pháp vực ngoại thiên thần một đôi cánh có thể bộc phát ra vô cùng gió nhận mỗi đạo gió nhận đều không phải là lâm mặc ngữ có thể ngăn cản an toàn nhất dĩ nhiên là từ chính diện tiếp gần vực ngoại thiên thần vực ngoại thiên thần phương thức công kích giật một chỉ có thanh ba công kích từ mặt bên rời lên trên dưới tới vần đầu dạng sẽ bị hắn công kích may mắn băng hỏa hạt sống đầy đủ cứng rắn cũng không có thụ thương kể từ đó kỳ có một ít có thể thao tác không gian chương ba nhìn bốn lâm mặc ngữ suy nghĩ mấy cái có lẽ có thể thử một chút phương pháp xử lý một trong số đó chính là giống như băng hỏa hạt sống mang chính mình lúc đến nơi này giống nhau chính mình dùng băng hỏa hạt giống tới gần vực ngoại thiên thần sau đó dùng thiên tai quyền trượng đem vực ngoại thiên thần đập chết còn như thiên tai quyền trượng có thể hay không đập chết nó lâm mặc ngữ từ không có hoài nghi qua vấn đề này nhiều nhất là đánh thêm vài cái một cái không được vậy đập hai cái hai cái không được thì bốn phía vấn đề duy nhất chính là ở thời điểm chất thủ chính mình tất nhiên phải ly khai băng hỏa hạt giống và lúc đó nếu như vực ngoại thiên thần phát động công kích chính mình phải nên làm như thế nào mang cả căn cứ phía trước lần lượt thí nghiệm lâm mặc ngữ đã xác định từ chính diện công kích là điều kiện tốt nhất phương án còn lại bất luận cái gì một cái phương hướng tính nguy hiểm đều muốn vượt lên trước chính diện nguyên nhân chủ yếu là vực ngoại thiên thần sau lưng đôi cánh này đôi cánh này tuy là đồng dạng bị phong ấn không chế nhưng là nó lực lượng quá mạnh mẽ nó sở biến hóa ra gió nhận có thể đẩy lui băng hỏa hạc giống cũng có thể giết chết chính mình chỉ có ngay mặt thời điểm đôi cánh này mới chỉ có không cách nào phát huy tác dụng chính mình mới có cơ hội giết từ vực bên ngoài thiên thần thu được đại đạo thưởng cho thu được băng hỏa đạo thạch lâm mặc ngữ lẩm bẩm lầu bầu hạ quyết tâm lúc này hắn tiến nhập băng hỏa bí tàng đã qua hơn 20 ngày không sai biệt lắm một phần năm thời gian đã tiêu hao hết thời gian còn lại cũng không nhiều nếu như phương pháp này không thành vậy sẽ phải sẽ tìm phương pháp cũng cần thời gian có quyết định vậy đi làm băng hỏa hạt giống cấp tốc biến lớn đen lâm mặc ngữ bỏ vào trong đó sau đó từ ngay mặt hướng vực ngoại thiên thần bay đi băng hỏa đạo thạch tạo thành trận pháp rất đặc biệt nó chỉ nhằm vào vực ngoại thiên thần đối với mọi lai băng hỏa hạt sống một chút cũng quan tâm lâm mặc ngữ biết tòa trận pháp này chắc là lấy đại đạo vì chỉ dẫn đại đạo đối với vực ngoại thiên thần cảm giác chán ghét thành tòa trận pháp này ông kinh nhắn vực ngoại thiên thần hướng phía băng hỏa hạt sống phát động công kích Miệng phun sấm xét hóa thành vạn ngàn băng nhận đập tới băng hỏa hạc sống không ngừng bị đẩy lui hồi phục lại đi về phía trước lui hai bước vào ba bước đi tới phi thường gian nan hai trăm ngàn mét khoảng cách dùng ước chừng nửa giờ mới chỉ có bay xa Toàn bộ quá trình tiêu hao tinh phẩm cấp thất giai bản nguyên kết tinh, vượt lên trước 100 khối, Lâm Mặc Ngữ cũng không phải lưu ý bản nguyên kết tinh tiêu hao bao nhiêu, đồ chơi này hắn không thiếu. Lâm Mặc Ngữ để ý là, vực ngoại thiên thần dường như có cái gì không đúng. Vực ngoại thiên thần lực lượng rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ, hơn nữa loại trình độ này tiêu hao, đối với vực ngoại thiên thần mà nói. Hàng định chỉ là chín châu mắt sợi lông, Lâm Mặc Ngữ cảm giác được không thích hợp, là từ vực ngoại thiên thần trong ánh mắt cảm nhận được, vực ngoại thiên thần trong ánh mắt tràn đầy sát ý như là theo cùng với chính mình tới gần trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên nhiều hơn vẻ hưng phấn không sai chính là hưng phấn hắn dĩ nhiên bởi vì mình tới gần mà hưng phấn điểm ấy cũng rất kỳ quái bình thường mà nói không phải hẳn là phẫn nộ mới đúng hả đường đường có thể so với đại đạo tôn nhân vật đáng sợ bị một cái đạo tôn cảnh con kiến hôi tới gần chính mình vốn lại bắt hắn không làm sao được đối với cường giả mà nói đây cũng là một loại vũ nhục mới đúng làm sao lại hưng phấn tỉnh giác cảm giác tự nhiên mà sinh, không thích hợp, đây tuyệt đối không thích hợp. Thử một chút, vẫn là cứ thế từ bỏ. Lâm Mặc Ngữ ở thầm nghĩ trong lòng, nhưng là đã đến vần trước, cứ như vậy liền rút đi. Lại tựa hồ có hơi không cam lòng, đôi khi, không cam lòng là sẽ muốn mạo, nhưng đôi khi, không cam lòng lại có thể kiếm được chỗ tốt to lớn, hai người cân nhắc, rất khó nói tốt xấu. Lâm Mặc Ngữ suy tư phía dưới, có một ý kiến, băng hỏa hạt sống đối mặt vực ngoại thiên thần công kích, tạm thời không thành vấn đề chỉ cần bản nguyên kết tinh đầy đủ băng hỏa hạt sống bằng vào trời sinh kiên cố có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài đang ở băng hỏa trong mầm móng lâm mặc ngữ không cách nào thi triển đại đạo chân thân bất quá ngưng tụ khí vận kiếm không thành vấn đề chỉ là không có khí vận đại đạo chân thân ra chỉ khí vận kiếm hiệu quả muốn yếu bớt ba thành chỉ là hiện tại cũng không có biện pháp khác thực sự là có chút đau lòng ta khí vận a phía trước vì đối phó trùng mẫu tiêu hao đại lượng khí vận đến bây giờ còn không có khôi phục đâu nhưng là bây giờ lại muốn tiêu hao khí vận khí vận đại đạo hiện lên lâm mặc ngữ mạnh mẽ đề thăng chính mình khí vận để cho mình trong vòng thời gian ngắn khí vận biến đến rất mạnh chính mình khí vận càng mạnh cũng có thể biến tướng tăng cường khí vận kiếm lực lượng khí vận kiếm lóe lên mắt thường không thể nhận ra quang mang nhảy lên ba cái hợp với tam kiếm chém ở vực ngoại thiên thần trên người vực ngoại thiên thần trong mắt nhất thời phun ra lửa giận hư chi lực tuy là giết bất tử vực ngoại thiên thần lại có thể suy yếu hắn lực lượng làm cho hắn thập phần khó chịu vực ngoại thiên thần gầm thét không ngừng từng đợt sóng cường đại lực lượng từ trong miệng đánh ra đen băng hỏa hạc giống đánh liên tục lùi về phía sau lúc này trận pháp bạo phát băng hỏa cự long hiện lên hướng về phía vực ngoại thiên thần chính là một trận hỏa thiêu đóng băng cùng lúc đó lâm mặc ngữ tiếp tục sử dụng khí vận kiếm không ngừng công kích vực ngoại thiên thần vực ngoại thiên thần rít gào càng thêm mãnh liệt trong thanh âm mang theo phẫn nộ còn có nồng đậm sát ý lâm mặc ngữ ánh mắt bình tĩnh chịu đến như vậy vũ nục, như trước không chịu bại lộ mục đích thật sự hắn đến cùng có bài tẩy gì là có biện pháp nào giết chết ta sao?" Vực Ngoại Thiên Thần nhìn như điên cuồng, Như là Lâm Mặc Ngữ như trước cảm giác được, hắn cũng không phải thật sự là điên cuồng, hắn điên cuồng có hơn phân nửa là diễn xuất tới. Lâm Mặc Ngữ tin tưởng linh giác của chính mình, Vực Ngoại Thiên Thần phản ứng khẳng định có vấn đề, nhưng là bây giờ vấn đề là, chính mình biết rất rõ ràng Vực Ngoại Thiên Thần có chuyện, còn muốn tiếp tục hay không để kế hoạch làm. Nếu như không theo kế hoạch làm, lại muốn một lần nữa nghĩ biện pháp, lại muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian hiện nay có thể giết từ vực bên ngoài thiên thần chỉ có thiên tai quyền trượng mà phải vận dụng thiên tai quyền trượng chỉ có thể vần ngươi sở dĩ coi như biết vực ngoại thiên thần có chuyện chính mình dường như cũng chỉ có đi qua một cái tuyển hạ vậy thì nhìn một chút ngươi muốn giờ cho quỳ gì lâm mặc ngữ cuối cùng vẫn quyết định ngang nhiên xông qua nhưng đã làm xong chuẩn bị đầy đủ đại đạo bắt diệt đan đã nắm trong tay không chỉ là lục thân cầm một viên linh hồn trên tay cũng cầm một viên cứ như vậy xem như là lo trước khỏi họa băng hỏa hạt sống lần nữa đến gần rồi vực ngoại thiên thần khoảng cách song phương chỉ còn lại không tới 10 thước đột nhiên băng hỏa hạt sống chuyển cái hướng từ chính diện bỗng nhiên xuống phía dưới bay đi vực ngoại thiên thần thể hình cao lớn tiếp cận trong mét băng hỏa hạt sống nhất chuyển hướng liền trực tiếp tránh vực ngoại thiên thần đầu đi tới nơi ngực đối với lâm mặc ngữ mà nói thiên tai quyền trượng đập nơi nào đều giống nhau chỉ cần có thể đập chúng liền được băng hỏa hạt sống cải biến vị trí phía sau một đầu hướng phía vực ngoại thiên thần đánh tới đồng thời hạt giống bên trên xuất hiện một cái khe hở. Lâm Mặc Ngữ cầm trong tay thiên tai quyền trượng tiến, lên chia, đột nhiên. Không gian một trận vạn vạo, đấu chuyển tinh nhi, vực ngoại thiên thần đột nhiên từ Lâm Mặc Ngữ trong tầm mắt biến mất, ảo giác. Lâm Mặc Ngữ phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi. Thiên tai quyền trượng liền đánh đánh, hắn đã cách vực ngoại thiên thần rất vần, coi như là ảo giác, chính mình cái này một cái cũng có thể đập chúng, nhưng hắn lần này đập không rồi, không có gì cả đập phải, thấy lạnh cả người từ tâm tận đáy dâng lên, hắn biết, đó cũng không phải ảo giác. Trước mắt là một mảnh hư không, tùy theo một điểm điểm tinh quang sáng lên, tinh quang càng ngày càng sáng, không ngừng tới gần, vô số thần sùng xuất hiện trong tầm mắt, cũng trong lúc đó. Mãi lịch cảm giác chán ghét truyền đến, xác định những người này thân phận là thần sùng không sai. Những thứ này thần sùng khí tức cũng không cường đại, chỉ có đạo tôn ngũ cảnh, lại cho lông mặc ngữ một loại nguy hiểm cảm giác. Chương 3450, từng cái thần sùng ma trang làm người ta cực độ chán ghét khí tức từ xa đến gần cấp tốc nhào tới bọn họ tốc bộ cực nhanh một điểm ánh sáng nhạt cấp tốc ở trước mắt phóng đại càng ngày càng sáng lâm mặc ngữ thấy rõ hình dạng của bọn nó mại hình của bọn nó giống như là từng cái con chuột nhưng so với chân chính con chuột muốn giữ tợn nhiều lắm sau lưng chúng đều dài hơn năm cái đuôi bơi cuối cùng chiều dài dai nhọn dường như bảo cặp thần sủng dáng dấp làm cho lâm mặc ngữ nghĩ tới một loại linh thú cái kia linh thú gọi hạc thử mà trước mắt thần sùng phải gọi ngũ vĩ hạc thử một chốt nhất cũng không phải là ngoại hình mà là bọn họ tản mát ra khí tức dĩ nhiên xen vào hư thực trong lúc đó sở hữu hư chi lực thần sùng hết sức kỳ lạ hư chi lực vô luận đối với vực ngoại thiên thần hay là đối với thần sùng cũng có tốt tổn thương lực không thể chí mạng cũng có thể suy yếu đả thương bọn họ nhưng là bây giờ làm thần sùng có hư chi lực chính mình hư chi lực hiệu quả liền muốn đại biên độ yếu bớt lâm mặc ngữ nghĩ tới tam tổ trong miệng nói cái kia đặc thù thần sùng tam tộc cũng chưa từng thấy qua con kia đặc thù thần sùng chỉ là từng nghe người qua chỉ biết là con kia đặc thù thần sùng sở hữu hư chi lực phía trước lâm mặc ngữ còn tử rằng là trùng mẫu chính là con kia đặc thù thần sùng hiện tại xem ra dường như không phải mũ vĩ hạt thử từ bốn phương tám hướng xông lại số lượng nhiều đến kinh người có ít nhất số lượng hơn triệu nếu như đổi thành những người khác đã sớm thất kinh nhưng đối với lâm mặc ngữ mà nói trăm vạn số lượng 653 thật sự là không đáng chú ý dù cho ngươi là đạo tông ngũ cảnh thì như thế nào chính mình vong linh quân đoàn coi như đánh không lại chỉ ít ngăn lại một hồi không thành vấn đề ý thức khẽ động long kỵ quân đoàn tập thể xuất động mười ngàn tên long kỵ quân đoàn quân đoàn trưởng xuất hiện tại trong hư không sau đó chính là rộng lượng long kỵ quân đoàn xuất hiện mỗi vị quân đoàn trưởng đồ thông xuất lấy nhìn vạn long kỵ sĩ tổng số đạt đến ngàn ước so sánh với rậm rạp chằng chịt long kỵ sĩ chính là trăm vạn ngũ vĩ hạt thử thực sự là ít đến thương cảm bất quá ngũ vĩ hạt thử cảnh giới thực lực muốn vượt lên trước long kỵ quân đoàn không ít tuy là số lượng xa xa lạc hậu nhưng là bọn họ nhi trước không sợ hãi chút nào xông lại sau phương ầm ầm va chạm đại chiến bạo phát long kỵ quân đoàn thực lực không bằng ngũ vĩ hạt thử Đột thứ nhất tiếp xúc nhất thời xuất hiện đại lượng thương vong bất quá bọn họ số lượng thực sự nhiều lắm tuy là thương vong thảm trọng vẫn là đem ngũ vĩ hạt thử cho cản lại các vị quân đoàn trưởng có điều không lộn xộn chỉ huy chiến đấu lợi dụng nhân số ưu thế đem mũ vĩ hạt thử đoàn đoàn bao vây ngũ vĩ hạt thử ở long kỵ cho quân đoàn một đường hung hăng lao tới nhưng thủy trung khó có thể chân chính xung đột long kỵ sĩ quân đoàn số lượng thật sự là nhiều lắm hơn trăm tỷ số lượng làm người tuyệt vọng lại thêm chi có bất tử vong linh gia trì chết đi long kỵ sĩ cấp tốc phục sinh thành tựu vong linh quân đoàn thành viên bọn họ không có sợ hãi can đảm tử vong cho dù là chiến đến cuối cùng một thành viên cũng sẽ không lùi bước lâm mặc ngữ quan sát đến chiến đấu kiểm tra ngũ vĩ hạt thử đặc điểm tìm kiếm nhược điểm của bọn nó ngũ vĩ hạt thử có thần sủng một ít đặc điểm lực phòng ngừa cực kỳ kinh người phổ thông công kích đối với bọn nó vô hiệu long kỵ quân đoàn vô luận như thế nào công kích đều không đả thương được bọn họ một tia da lông bọn họ năm mau ba vĩ sở hữu rất mạnh lực công kích không chỉ là đuôi cuối cùng gai nhọn còn có trên đuôi miếng vảy ở công kích thời gian những thứ này miếng vảy biết mở ra hóa thành lợi nhật huy vũ ra là có thể đem long kỵ sĩ cất thành mảnh vỡ ớt. nhìn một hồi lâm mặc ngữ đã biết chỉ dựa vào long kỵ quân đoàn là không đả thương được bọn họ long kỵ quân đoàn chỉ có thể bằng vào bản thân số lượng ưu thế đưa chúng nó đỡ được lâm mặc ngữ vung ra một đoàn liệt diễm khô lâu vương tọa từ liệt diễm trung hiện lên chọn ba nhì khô lâu vương tập thể xuất động khô lâu vương thực lực so với long kỵ quân đoàn phải mạnh hơn một đoạn đạt được đạo tôn tứ cảnh nhất là ba nhì khô lâu vương tập thể xuất động thời điểm chiến lực còn có thể gấp bộ đề thang. ở đạo tôn tứ cảnh trung cũng không tính sai khô lâu thần tướng dồn dập quơ lên cốt kiếm đại đạo thập pháp huyết sát kiếm quang ở ngũ vĩ hạt thử trên người nở rộ bị kiếm quang khóa chặt ngũ vĩ hạt thử xuất hiện rõ ràng đỉnh trệ tiếng nổ mạnh từ bọn họ trong cơ thể vang lên sau đó sán lạn nở rộ ngũ vĩ hạt thử trên người xuất hiện vết thương khổng lồ huyết sát dẫn bạo bọn họ khí huyết dùng sinh mệnh lực của mình công kích mình từng một cái cấp độ nói huyết sát cái này đại đạo thuật pháp có chút vô lý căn bản không quản là hư là thật bất quá tha lâm mặc ngữ huyết sát thuật cũng có cực hạn cực hạn này ở chỗ khô lâu vương nếu như dùng huyết sát thuật công kích vực ngoại thiên thần hiệu quả sẽ không quá tốt bởi vì vực họa thiên thần cảnh giới quá cao lực lượng quá mạnh mẽ khâu lâu vương có thể dẫn động khí huyết rất ít có một bộ phận ngũ vĩ hạt thử bị trọng thương bọn họ rít vào lên mang theo phẫn nộ nhưng rất nhanh nhìn như giữ tượng vết thương lại bắt đầu cấp tốc khôi phục đám kia ra hỏa cũng cùng khác thần dùng giống nhau có cực nhanh năng lực khôi phục lực phòng ngự cường đại sức khôi phục cường đại bản thân sở hữu hư chi lực hư chi lực đối với bọn nó ảnh hưởng lớn biên độ yếu bớt cơ hồ không có khuyết điểm mà trừ dùng càng cường đại lực lượng nghiền ép bọn họ dường như liền không có biện pháp khác lâm mặc ngữ đại khái phân tích ra tình huống trước mắt chỉ bằng vào khô lâu vương cùng long kỵ quân đoàn muốn giết chết ngũ vĩ hà thử là không có khả năng hiện nay ở thử quy phương pháp bên trong có thể giết chết bọn họ chỉ có thiên tai quyền trượng thử lại một cái đám kia ra hỏa đối với hư chi lực chống lại mạnh bao nhiêu lâm mặc ngữ ở trong lòng nghĩ lấy thi triển khí vận đại đạo chân thân đồng thời nương tụ khí vận kiếm lâm mặc ngữ cảm giác mình tiến nhập bí tàng, tiêu hao quá nhiều khí vận nếu như cuối cùng không thu hoạch được gì vậy thật thu thiệt lớn khí vận kiếm bay ra sáng lên yếu ớt kiếm quang bị tập trung một chỉ ngũ vĩ hạt thử rít lào lên rõ ràng tuyệt không thoải mái hơi thở của nó bị suy yếu một ít khí vận ảnh hưởng thực lực nó so với khác ngũ vĩ hạt thử phải yếu hơn một điểm lâm mặc ngữ chỉ thử một lần liền dừng tay hắn đã xác định ngũ vĩ hạt thử đối với hư chi lực quả thật có rất mạnh kháng tính hơn nữa trước mắt có hơn một triệu con ngũ vĩ hạt thử nếu như từng cái dùng khí vận kiếm đi suy yếu tuyệt không hiện thực hắn không có có nhiều như vậy khí vận có thể tiêu hao cũng không có nhiều thời gian như vậy ý niệm hơi động đối với long kỵ quân đoàn trưởng ra lệnh để cho bọn họ thả mấy cái ngũ vĩ hạt thử qua đây quân đoàn trưởng khống chế được quân đoàn ở trong vòng vây lộ ra một cái chỗ rách phong xuất bốn con ngũ vĩ hạt thử ngũ vĩ hạt thử một thoát ly vòng vây liền hướng phía lâm mặc ngữ vọt tới bọn họ hàng đầu mục tiêu chính là lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ thở sâu lực lượng đại đạo chân thân diễn biến mà ra Hàn Hoa thân trở thành một cái mười thước cự nhân so với ngũ vĩ hạt thử còn muốn lớn hơn một vòng cho hắn thể hình biến lớn trong tay thiên tai quyền trượng cũng theo đó biến lớn lâm mặc ngữ khí vận ầm vang đón sông tới ngũ vĩ hạt thử trực tiếp huy động thiên tai quyền trượng đập tới cân thiên tai quyền trượng giống như là đập con rùi giống nhau trực tiếp đem một chỉ ngũ vĩ hạt thử đập chết tiêu tan thành mây khói hai cốt không còn tiếp lấy lâm mặc ngữ lại là chụp liên tục ba cái căn bản không cho ngũ vĩ hạt thử công kích cơ hội trực tiếp đem bọn họ tại chỗ đập chết. Trong đó có một con ngũ vĩ hà thử đã dùng đuôi đâm tới, nhưng tương tự bị thiên tai quyền trượng liền chuột mang thân, vỗ nát bấy. Thiên tai quyền trượng cường đại lần nữa tìm được chứng minh, đúng là mạnh ngoại hạ, thần long cường đại phòng ngự, đối mặt thiên tai quyền trượng lúc, không có so với đậu hũ tốt bao nhiêu. Đập chết bốn con ngũ vĩ hà thử phía sau, Lâm Mặc Ngữ không có tiếp tục hành động, hắn lặng lặng cùng đợi, chờ đấy đại đạo thưởng cho Hàng Lâm.